chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Cao Bò Tò nhá. Trong chương trình hôm nay là mình sẽ đi làm video cho các bạn xem. Mình đang bám theo một chiếc xe công lông chở đất các bạn nhá. Chiếc xe công lông này chở đất salon vào trong vườn để trồng cây. Vì cái đất này là đất ở giữa sông Hồng thì trồng cây nó mới tốt được. Chiếc xe công nông này chở đất vào trong vườn trang trại. Cái đường khá là gồ ghề xấu. Hôm nay mình phải mang cây chống rung đi thì mới tác nghiệp được. Thì nếu không cây chống rung thì đi sẽ rất lắc rung. Đi sau xe rất bụi các bạn nhé. Ruộng thôi, nó không phải là cái đường to. Rồi chờ nó đi sàn một đoạn cho đỡ bụi các bạn nhé. Ở đây là đổ đất xuống ruộng các bạn nhé. Đây các bạn thấy chiếc xe công lông này rất khỏe nhé. Đầu luôn ấy. Ui. Bốc đầu. Con này máy bé mà khỏe ghê nhỉ.
giờ tôi lại đi theo chiếc xe công nông này đến đại lý để xúc cát lên, xúc những cái đất salon, đất để trồng cây cho chiếc xe công nông này để chở đến công trình tiếp theo các bạn nhá. Các bạn hãy cùng tôi đi nào. Chở ra ruộng nha. Nắng này sao ông chế cái quạt vào? Chế về cái quạt phải chỗ tay lái kia phải xuống. Thank you.
À, vừa rồi là pha xúc đất lên xe công nông các bạn nhá. Và bây giờ tôi lại ra ruộng để tiếp tục quay những pha lầy lội của chiếc xe công nông nhá. Vâng vâng. À, tôi đang đứng trên một ngôi mộ các bạn nhá, một chiếc mà tổ để tang nghiệp cho bạn xem. Tôi đi xuống thì các bạn xem. Trường xa xa kìa không? Đây là ngôi trường cấp 3 mà mình đã từng học đấy nha các bạn nhá. Mình ra trường rồi, học xong đại học rồi cất bằng ở trường gà rồi. Ui, ông thả mạnh thế, thả từ từ. Cái này nó đéo. Ông làm cái xoáy xoáy ấy, làm cái xoáy tròn tròn ấy thì nó ra từ từ.
đéo.